chúng ta hãy tiến đến phần vinh danh những cá nhân vô cùng xuất sắc trong năm vừa qua. Họ đã cố gắng để đạt được những thành tích xuất sắc trong năm vừa qua của tập đoàn Hemfaco. Đầu tiên, số 1, xin mời bước lên trên sân khấu. Mời CEO Nguyễn Tố Nga sẽ tiến về phía sân khấu để nhận vinh danh doanh nhân tiêu biểu năm 2023 của tập đoàn Hemfaco. CEO Nguyễn Tố Nga, chủ tịch của hệ thống Thần Chiến. Vâng, một lần nữa xin được chúc mừng CEO Nguyễn Tố Nga đã đạt giải thưởng doanh nhân tiêu biểu 2023 của tập đoàn Hemfaco. Và ngay sau đây hãy cùng chúng tôi ghi lại những khoảnh khắc vô cùng đặc biệt của CEO Nguyễn Tố Nga trên sân khấu của Gala Hemfaco tung bay toàn cầu. Hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng. Hemfaco tung bay toàn cầu.